nóng, không có bản quyền truyền hình ASEAN, người hâm mộ U23 Việt Nam sắp bị cấm nốt trên Internet nếu bên bản quyền ASEAN 18 yêu cầu các nước có bản quyền truyền hình giới hạn người xem ngoài lãnh thổ thì người hâm mộ Việt Nam có nguy cơ không được xem U23 Việt Nam. Với việc Việt Nam không có bản quyền truyền hình ASEAN 18 đang xảy ra rất nhiều khó khăn cho người hâm mộ yêu U23 Việt Nam, dù chỉ nhu cầu đơn sơ là được xem đội nhà thi đấu. Sắp tới, nỗi lo là người hâm mộ sẽ không được xem thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo thi đấu nếu kênh truyền hình của Thái Lan giới hạn người xem tại Việt Nam. Cụ thể, nếu bên bán bản quyền ASEAN 18 cho đài của Thái Lan nhận biết lượng người xem ở Việt Nam đổ dồn nhiều vào kênh YouTube đang phát trong thời gian qua, thì họ có khả năng lớn sẽ yêu cầu đối tác giới hạn người xem ở Việt Nam bằng cách giới hạn vị trí địa lý trên kênh YouTube. Nếu đài của Thái Lan giới hạn vị trí địa lý thì người hâm mộ Việt Nam có thể mất xem U23 Việt Nam. Theo tìm hiểu, điều này rất dễ xảy ra khi lượng người xem U23 Việt Nam sẽ tăng lên rất nhiều kể từ trận đấu sắp tới với U23 Nhật Bản vào ngày 19 tháng 8. Sau đó thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đá vòng knockout. Nếu U23 Việt Nam tiến sâu ở ASEAN thì người hâm mộ Việt Nam càng xem nhiều trên YouTube vì VTV không có bản quyền truyền hình. Theo đó, đơn vị bán bản quyền truyền hình có thể yêu cầu đài của Thái Lan giới hạn người xem ở Việt Nam vì để lọt sóng ra ngoài lãnh thổ. Đây thực sự là lỗi lo lớn cho người hâm mộ Việt Nam. Trường hợp này xảy ra thì người hâm mộ vẫn có thể xem U23 Việt Nam thi đấu nhưng có thể dẫn đến tình trạng quá tải, mạng lag ở kênh YouTube phát lại từ đài của Thái Lan. Tình trạng này không chỉ khiến cho người hâm mộ khó xem U23 Việt Nam mà số lượng người xem cũng có giới hạn. Thực sự, chuyện không có bản quyền truyền hình ASEAN 18 tại Việt Nam đang xảy ra rất nhiều tranh cãi. Từ người hâm mộ đến quan chức bóng đá, những người làm bóng đá như huấn luyện viên, cầu thủ cũng ngao ngán vì không thể xem U23 Việt Nam thi đấu một cách thoải mái. Dù xem bóng đá qua TV như là nhu cầu rất bình dân. Thêm một giả thiết đặt ra là khả năng rất cao, U23 Việt Nam có thể tiến sâu ở ASEAN 18 khi Hàn Quốc bất ngờ gục ngã trước U23 Malaysia. Đồng nghĩa, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo không còn lo ngại ông kẹ ở vòng đấu loại trực tiếp. Tự chung, U23 Việt Nam tiến sâu ở ASEAN 18 thì người hâm mộ Việt Nam sẽ càng khổ với việc tìm link hay tìm kênh xem. Đây thực sự là một điều quá bi hài. Huấn luyện viên Kia tươi sắc, U23 Thái Lan cẩn thận, không bị loại từ sớm. Chứng kiến U23 Thái Lan có nguy cơ bị loại từ vòng bảng, huấn luyện viên Kia tươi sắc phải lên tiếng cảnh báo đội nhà. Ngoài việc U23 Lào đã chắc chắn bị loại, thì U23 Thái Lan cùng với U23 Malaysia là những đại diện của Đông Nam Á có nguy cơ phải chia tay ASEAN 18 ngay từ vòng đấu bảng. Việc đội nhà lâm vào thế khó buộc huấn luyện viên Kia tươi sắc phải lên tiếng cảnh báo đoàn quân của huấn luyện viên Gusagus Srimaka cần thi đấu cẩn thận hơn. Huấn luyện viên Kia tươi sắc nói, gặp Bangladesh, ai cũng chờ đợi sẽ có 3 điểm dễ dàng, nhưng trận này khác hoàn toàn trận đầu. Tất nhiên, không ai hài lòng với một điểm cả. Nhất là trận đấu cuối, chúng ta gặp lại đội vô địch châu Á là Uzbekistan. Đó là thử thách lớn, cả đội phải thi đấu cẩn thận. Bởi nếu thua, chúng ta sẽ bị loại ngay từ vòng bảng. Nhưng bóng đá thì điều gì cũng có thể xảy ra. Chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội và mong các em cố gắng hơn. Nếu thắng Uzbekistan, chúng ta sẽ đi tiếp, mà kể cả một trận hòa và đứng thứ 3 thì cơ hội cũng không phải là không còn. Sau hai lượt trận đầu tiên, U23 Thái Lan đang tạm xếp thứ 2 tại bảng B với 2 điểm. Tuy nhiên, đoàn quân của huấn luyện viên Srimaka vẫn đứng trước nguy cơ bị loại rất lớn bởi ở lượt trận cuối, họ sẽ phải chạm trán với U23 Uzbekistan, nhà đương kim vô địch U23 châu Á đang có phong độ hủy diệt. Trong trường hợp để thua U23 Uzbekistan, thành tích tốt nhất của U23 Thái Lan có thể đạt được là vị trí thứ 3 nếu Qatar hoặc Bangladesh giành chọn 3 điểm ở lượt trận cuối. Khi đó người Thái sẽ có cơ hội xếp vào top 4, đội thứ 3 có thành tích tốt nhất. Tuy nhiên, với chỉ 2 điểm, U23 Thái Lan sẽ gặp khó khăn trong việc cạnh tranh suất đi tiếp với các đội thứ 3 ở bảng khác. Trong khi đó, Indonesia và UAE đã nhiều điểm hơn họ, còn Nepal có khả năng sẽ thắng đậm Pakistan tại bảng D, trong khi Kyrgyzstan và Myanmar vẫn có cơ hội rất lớn ở lượt trận cuối. Huấn luyện viên Park Hang-seo, Việt Nam chuẩn bị như chơi trận chung kết với Nhật. Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần quyết tâm cao độ và sự tập trung tối đa cùng thực lực vượt trội so với đối thủ, Olympic Việt Nam đã đánh bại Olympic Nepal 2-0 trong trận đấu thứ 2 của đội ở bảng B môn bóng đá nam ASEAN 2018 và giành quyền vào vòng loại trực tiếp dù vẫn còn trận vòng bảng cuối cùng với Olympic Nhật Bản. Chia sẻ suy nghĩ và đánh giá về màn trình diễn của Olympic Việt Nam sau trận đấu, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết: "Tôi cảm ơn các cầu thủ, chúng tôi chơi một trận đấu có tính chất quyết định và giành chiến thắng 2-0." Tiền đạo Văn Quyết cũng chia sẻ suy nghĩ tương tự khi cho rằng anh và đồng đội đã giành được chiến thắng quan trọng khi đánh bại Olympic Nepal 2-0. Về trận đấu sắp tới với Olympic Nhật Bản, huấn luyện viên người Hàn Quốc cho biết trận đấu nào chúng tôi cũng chuẩn bị kỹ lưỡng, cũng nghiên cứu các đối thủ, chúng tôi tính và chuẩn bị cho từng trận đấu một. Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận gặp Pakistan và đạt mục tiêu đề ra. Hôm nay chúng tôi cũng đã chuẩn bị tốt cho trận gặp Olympic Nepal và đã giành chiến thắng.
Trận gặp Nhật Bản với chúng tôi cũng chuẩn bị như chơi một trận chung kết. Chúng tôi sẽ tập trung tối đa, sẽ chuẩn bị thật sẵn sàng cho trận đấu này. Được hỏi có điều gì làm ông chưa hài lòng về trận gặp Olympic Nepal hay không, huấn luyện viên Park Hang-seo nói: "Chúng tôi đã chuẩn bị tốt cho trận đấu và đã giành chiến thắng. Tôi hài lòng, tất cả các tuyển thủ đều chơi tốt, đều đã chuẩn bị tốt cho trận đấu ngày hôm nay." Khai mạc ASEAN năm 2018, buổi lễ hoành tráng của Indonesia. Vào lúc 19 giờ ngày hôm nay, ngày 18 tháng 8, lễ khai mạc ASEAN năm 2018 sẽ diễn ra trước sự chứng kiến của khoảng 80.000 người trên sân Bungkano, hứa hẹn sẽ mang đến những tiết mục ấn tượng cho người hâm mộ. ASEAN năm 2018 sẽ được mở màn bằng lễ khai mạc trên sân vận động Bungkano. Theo ban tổ chức ASEAN, đây sẽ là một trong những buổi lễ khai màn hoành tráng nhất trong lịch sử các kỳ đại hội thể thao từ trước đến nay trên thế giới. Ông Wisnutama, giám đốc phụ trách sáng tạo của lễ khai mạc, đã khẳng định điều này. Trả lời tờ Industry Core của Indonesia, ông cho hay sân khấu của lễ khai mạc sẽ là sân khấu lớn nhất thế giới, thậm chí có thể so sánh với sân khấu của bất cứ một kỳ Olympic nào. Theo ông Wisnutama, sẽ có tới khoảng 10.000 người tham gia vào lễ khai mạc và việc có quá nhiều người trình diễn khiến ban tổ chức không thể sắp xếp được nơi tập luyện. Họ được chia về 18 địa điểm khác nhau, sau đó sẽ được khớp lại trước thời điểm lễ khai mạc diễn ra. Ông Wisnutama không hề nói suông. Thực tế, sân khấu tổ chức lễ khai mạc ASEAN 18 được liệt vào danh sách lớn nhất, thậm chí là cao nhất thế giới. Một ngọn núi nhân tạo đã được ban tổ chức xây dựng ngay trong sân vận động Bungkano. Quả núi nhân tạo này nặng tới 600 tấn, dài 135m, rộng 30m và cao 26m. Theo những nhà tổ chức, mục đích của quả núi này là để nước chủ nhà Indonesia giới thiệu tới bạn bè thế giới sự kỳ vĩ của thiên nhiên xứ vạn đảo cùng văn hóa đa dạng nơi đây. Để cấu thành tác phẩm này, 12.775 cây và hoa đã được sử dụng, đặt trên một diện tích cỏ lên tới 3 km². 140.000 lít nước sẽ được sử dụng để mô phỏng những con thác tại Indonesia. Quả núi này đã được dự báo sẽ còn lung linh hơn với hệ thống máy chiếu và đèn khủng. Bên trong núi sẽ là hệ thống đường ngầm để các diễn viên có thể dễ dàng di chuyển. Theo người dân Indonesia, ngọn núi thực sự là niềm tự hào của nước chủ nhà. Hơn 350 công nhân đã tham gia vào quá trình xây dựng ngọn núi và phải mất tới 3 tháng để hoàn thành nó. Hạng mục chỉ sử dụng duy nhất cho buổi lễ khai mạc kéo dài gần 3 tiếng đồng hồ. Nói về ngọn núi này, ông Wisnutama không khỏi tự hào. Việc giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên và sự đa dạng văn hóa của Indonesia trong lễ khai mạc là rất quan trọng, từ đó củng cố thêm niềm tự hào và tình yêu khắp đất nước. Hoành tráng là vậy, nhưng ngọn núi kể trên cùng lễ khai mạc và bế mạc sẽ ngốn của nước chủ nhà Indonesia không ít tiền. IndustryCorp tiết lộ 700 tỷ rupee Indonesia là số tiền dự kiến, tương đương với hơn 42 triệu USD, nhưng con số thực tế có thể cao hơn nữa. Con số này chỉ chiếm một phần trong tổng số kinh phí cho ASEAN được cho là hơn 2 tỷ USD. Cũng theo ông Wanadi, phó giám đốc điều hành ban tổ chức ASEAN, thì tới nay đã có 75 quốc gia và vùng lãnh thổ có bản quyền ASEAN 18. Qua đó, khiến số người theo dõi trực tiếp lễ khai mạc có thể lên tới 1 tỷ người. Giá vé xem trực tiếp sự kiện cũng không hề rẻ, dao động từ khoảng 50 USD đến khoảng 342 USD. Trước giờ khai mạc, nước chủ nhà Indonesia vẫn còn nhiều mối lo. Hai trong số đó phải kể đến tình trạng giao thông tắc nghẽn và bất ổn an ninh tại đây. Trong đó, an ninh ở xứ sở vạn đảo đang là vấn đề được nước chủ nhà đặc biệt lo lắng. Nguyên nhân bởi nước này vừa trải qua một cuộc khủng bố cách đây 3 tháng, khiến 13 người chết và nhiều người khác bị thương. Vụ việc diễn ra ngay sát trước thềm đại hội khiến nhà chức trách phải có biện pháp xử lý mạnh tay. Theo đó, 100.000 người gồm cảnh sát và binh lính được điều động để đảm bảo an ninh cho ASEAN. Trong đó, có cả những chuyên gia bom mìn cũng như những tay bắn tỉa để tiêu diệt mục tiêu từ xa. Cảnh sát địa phương cũng được tham gia vào các buổi diễn tập phòng chống khủng bố. Không chỉ lễ khai mạc và bế mạc, toàn bộ các sự kiện lớn nhỏ tại Á vận hội sẽ được bảo vệ nghiêm ngặt nhất có thể. Những kẻ tình nghi cũng có thể bị bắt ngay lập tức nếu có hành vi chống đối. Theo tờ Guardian của Anh cho hay, trong khoảng 7 tháng đã có 11 người bị bắn chết trong chiến dịch của lực lượng an ninh Indonesia và con số này bắt đầu từ năm 2018 là 77 người. Bất chấp những phản đối từ các tổ chức bảo vệ nhân quyền, quan chức Indonesia vẫn chọn giải pháp mạnh tay nhằm đảm bảo tối đa an ninh cho ASEAN 18. Vấn đề giao thông cũng được Indonesia gấp rút giải quyết. Toàn bộ trường học ở thủ đô Jakarta đã được đóng cửa trong suốt thời gian diễn ra ASEAN để giảm tải cho hệ thống hạ tầng giao thông. Ngoài ra, các tuyến xe buýt, đường sắt cũng phải hoạt động hết công suất. Trước ngày khai mạc, các tuyến đường nằm cạnh sân vận động Bungkano cũng đã cấm phương tiện qua lại nhằm giảm tải giao thông tại đây. Với những biện pháp như vậy, nhà chức trách Indonesia đang tự tin hướng tới việc tổ chức thành công ASEAN mà bắt đầu là lễ khai mạc. Trước đó, ông Erick Thohir, chủ tịch ủy ban tổ chức ASEAN và cũng là chủ tịch câu lạc bộ Inter Milan đã kêu gọi người hâm mộ hướng tới theo dõi lễ khai mạc đại hội. Phải tới khi nào chúng ta mới bắt đầu lại cơ hội được trở thành một phần của lịch sử?
khi được xem tận mắt lễ khai mạc ASEAN, một sự kiện có lẽ sẽ chẳng diễn ra trong cả chục năm tới. Ông Thohin cho hay, ước tính sẽ có khoảng 11.000 vận động viên từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á tham dự ASEAN năm 2018. Các vận động viên sẽ tranh tài ở 462 nội dung thi đấu thuộc 40 môn. Tham dự ASEAN lần này, đoàn thể thao Việt Nam có 523 thành viên, trong đó có 23 cán bộ, 352 vận động viên, 81 huấn luyện viên, 24 chuyên gia và 16 bác sĩ. Tham dự ASEAN lần này, đoàn thể thao Việt Nam đặt chỉ tiêu là 3 huy chương vàng. Tại lễ khai mạc ASEAN sắp tới, cầm cờ cho đoàn sẽ là kiếm thủ Vũ Thành An. Mới một năm trước, anh có vinh dự cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam trên đất Malaysia. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Nếu thấy hay, hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên ấn subscribe để theo dõi những thông tin mới nhất từ channel.